Kính thưa bà con nông dân và các bạn, thực hiện chương trình công tác hội và phong trào nông dân năm 2019. Từ đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả nhiều chương trình dự án. Và một trong những hoạt động nổi bật phải kể đến, đó chính là chương trình Máy ấm nông dân. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân dân sâu sắc, giúp hội viên nghèo có điều kiện an cư lạc nghiệp. Với mục tiêu trọng tâm là chăm lo cho hội viên nông dân nghèo và cận nghèo, Thời gian qua, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh luôn quan tâm đề ra những giải pháp nhằm thực hiện tốt các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước về an sinh xã hội, từ đó tạo sự chuyển biến tích cực trong việc nâng cao đời sống của người nông dân. Bằng nguồn vốn vận động từ các đơn vị, tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm và của hội viên nông dân, từ đầu năm đến nay, các cấp hội đã vận động xây dựng được 9 căn nhà máy ấm nông dân, trị giá 210 triệu đồng, nhận đỡ đầu 90 hộ nghèo với tổng số tiền là 270 triệu đồng thực hiện cái chương trình công tác của tỉnh ủy cũng như ủy ban nhân tỉnh trong đó thì có các công tác an sinh xã hội số đó giảm nghèo thì năm nay thì thực hiện cái chủ trương đó thì ngay từ đầu năm hội nông dân ban thường vụ hội nông dân tỉnh này nhận được cái chỉ tiêu là xây dựng sáu bốn cái căn nhà cho máy ấm nông dân mà cho hội viên nông dân khó khăn đặc biệt là khó khăn về nhà ở thì đến nay đã thực hiện xong bốn căn nhà mà hiện nay cũng như mình đã đang bàn giao được hai căn còn hai căn là tiếp tục bàn giao thì à, từ cái đó thì mình trích từ cái quỹ lương của cán bộ công nhân viên cơ quan thứ hai nữa là cái vận động mạnh thường quân rồi các nhà hảo tâm để thực hiện cái chương trình này thì đến nay là cơ bản là đã xong là bốn cái căn nhưng mà của tỉnh quỹ và quỹ ban giao ngoài cái chương trình đó thì à, ban thường vụ tỉnh hội cũng chỉ đạo cho cơ sở hội huyện thị thành phố là mỗi huyện thị phải xây dựng một căn nhà cũng vận động quỹ rồi xây dựng cho mỗi huyện là phải xây dựng một căn nhà máy ấm nông dân cho những hội viên nông dân khó khăn về nhà ở. Tháng 8, tháng 9 hàng năm thường là cao điểm của mùa mưa bão. Chính vì vậy mà các hộ nghèo rất cần có được một nơi ở vững chãi để chống chọi với những cơn mưa. Thấu hiểu được điều này, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã tích cực vận động các doanh nghiệp mạnh thường quân cùng các hội viên đóng góp tiền, vật liệu để xây tặng nhà tình thương, máy ấm nông dân cho những hội viên nông dân nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở, giúp họ sớm ổn định cuộc sống. Gia đình anh Võ Hoàng Minh, sinh năm 1982, ở ấp Phước Thạnh 2, xã Long Thạnh, quyền Vĩnh Lợi, là một trong bốn hộ nghèo được Hội Nông dân tỉnh đỡ đầu và hỗ trợ tiền để xây nhà trong đợt này. Gia đình có ba khẩu, gồm hai vợ chồng và một đứa con trai 8 tuổi. Anh Minh làm nghề thợ hồ, thu nhập không ổn định, còn vợ anh là chị Sơn Thị Diệu, phải đi làm thuê. Hai vợ chồng không có đất sản xuất, nên cuộc sống gia đình hết sức bấp bênh. Nhiều năm qua, do cái nghèo cứ mãi đeo đuổi, nên dù nhà cửa hư hỏng mà vợ chồng anh vẫn không có điều kiện sửa chữa. Sau khi được Hội Nông dân tỉnh nhận đỡ đầu và hỗ trợ tặng cho căn nhà máy ấm nông dân, gia đình đã tháo dỡ ngôi nhà cũ để cất lại. Đến nay, sau một thời gian xây dựng, căn nhà cũng đã hoàn thiện trong niềm vui mừng, phấn khởi của cả gia đình. Căn nhà có diện tích hơn 55m2, tổng chi phí xây dựng gần 60 triệu đồng. Trong đó hội nông dân tỉnh vận động các mạnh thường quân hỗ trợ 25 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình anh tự huy động. căn nhà được xây dựng kiên cố với kết cấu vững chắc, an toàn đã giúp gia đình anh giải quyết được nỗi khó khăn về nhà ở suốt nhiều năm qua. Và yeah, hồi trước thì mái nhà nó cũng siêu sạch, đó, rồi mình đi hai chồng đi làm không có khả năng thấy khả năng được nhờ nhà, chính quyền địa phương với bên hội nông dân giúp đỡ. Cho được căn nhà Thấy gì là cũng vui mừng lắm Hồi trước giờ cũng không có mơ được Cắt như cái như, nhà được như gì Và cắt được như gì rất là vui mừng Có được căn nhà rồi à, Cũng gắng có uh, Chí thú làm ăn Để cho dương lên gắn thoát nghèo Hoàn cảnh của chị Lý Thị Quyền Hội viên Chi hội Nông dân ấp 2 Xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải Cũng đặc biệt khó khăn Ba năm trước Chồng chị đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông, khiến cho gia cảnh càng thêm túng thiếu. Gia đình thuộc diện nghèo, không có ruộng đất để sản xuất. Người con trai lớn của chị Quyền và vợ phải bỏ đi làm thuê ở thành phố Hồ Chí Minh để lại đứa con nhỏ cho chị chăm sóc. Hoàn cảnh mẹ quá con côi, nhà ở lại xuống cấp nghiêm trọng. Mỗi khi trời mưa, căn nhà dột nát. Thế nhưng chị vẫn không có điều kiện sửa lại. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Hội Nông dân huyện đã hỗ trợ cho gia đình 35 triệu đồng, trong đó huyện 25 triệu đồng còn 10 triệu đồng do địa phương vận động thêm để chị cướp lại nhà. Sau hơn 2 tháng thi công, căn nhà mới với diện tích gần 50 m 2 của gia đình chị đã hoàn thiện. Căn nhà cũ tôi là nước ngập, rồi nó dạo, rồi dữ lắm tôi sợ. Mỗi khi mưa gió là tôi sợ, cũng may được hội nông dân cho tôi một căn nhà. Rồi bây giờ tôi được căn nhà này tôi ấm cúng, tôi cũng cảm ơn hội nông dân. Từ đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân trong tỉnh cũng đặc biệt quan tâm đến việc hỗ trợ giống cho nông dân từ nguồn giống quỹ hỗ trợ nông dân. Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch vận động quỹ hỗ trợ, phân bố chỉ tiêu cho các huyện, thị, thành hội, đồng thời triển khai đến các cấp hội trong toàn tỉnh thực hiện. Từ dự án quỹ hỗ trợ này đã xây dựng được nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả, tạo điều kiện cho nông dân phát triển sản xuất, tạo việc làm ổn định cho hội viên, góp phần đáng kể trong thực hiện công tác giảm nghèo. Từ đầu năm tới nay thì hội nông dân cũng hỗ trợ được cái một máy ấm nông dài cho chỗ chị quyền đây. Nói chung là chỗ cái điều kiện gia đình hơi khó khăn. Thì nên hội cũng đã giúp đỡ và cho dây vốn vô hàng sách để phát triển thêm kinh tế gia đình. Thì đối với hội nông dân xã thì thực hiện cái chương trình dây vốn của quỹ hỗ trợ nông dân á thì ở đây cũng có thành lập cái tổ hội nghề nghiệp về cái trồng màu thì dây vốn từ cái nguồn dự án của quỹ hỗ trợ nông dân của tỉnh thì đến nay thì cái vốn này cũng đã triển khai thì nói chung là hiệu quả thì một số hộ dân đã dây đã phát triển kinh tế gia đình nói chung là đang thực hiện thì cái cái mô hình này là đang đạt cái hiệu quả kinh tế cao cỡ 10 năm về trước thì ấp 2 hộ nghèo rất đông 250 hộ trên 600 mẫu thì F2 cũng nhiều người đồng nhiều hộ dân tộc nhất trong toàn xã thì những năm gần đây thì được sự quan tâm của chính quyền các cấp đặc biệt là huyện hội rồi tỉnh hội nông dân người nông dân xã thì nhờ cái sự giúp đỡ trong đó thì giúp vốn vay ngân hàng chính sách để sản xuất chăn nuôi cũng nhờ cái sự quan tâm của các cấp và các đoàn thể từ đó hộ nghèo từng bước được phát triển hơn những năm trước. Những hộ mà được giúp đỡ rồi thì, thì, đây cũng là địa phương cũng mong muốn làm sao là bà con trí thú làm ăn để mà thoát nghèo cho nó bền vững cái cuộc sống nó, nó khá giả hơn. Việc hỗ trợ kinh phí để xây dựng những máy ấm nông dân giúp đỡ những gia đình hội viên nghèo là hoạt động ý nghĩa của các cấp hội. Số tiền giúp đỡ không nhiều nhưng đã mang lại niềm vui đến với hội viên nghèo trở thành động lực để mỗi cá nhân, gia đình nỗ lực dâng lên trong lao động sản xuất để từng bước thoát khỏi đói nghèo. Trong thời gian qua thì nông dân cũng tham mưu cho cấp quỹ chọn xét những cái hộ mà khó khăn về nhà ở để tổ chức là mình hỗ trợ để mình cất cái nhà máy ấm tình à, thương cho hội dân dân nhằm cho hội dân dân là ổn định về về nhà cửa để an tâm để lao động sản xuất để dâng lên là thoát nghèo. Ngoài cái đó ra thì đối với hội thì cũng đã có cái những cái à, khảo sát những cái à, mô hình dự án để nhằm giúp cho hội viên để tiếp cận được cái, cái nguồn vốn của quỹ hỗ trợ nông dân cũng như các các nguồn vốn của ngân hàng chính sách để giúp cho họ có cái đồng vốn để à, à, đầu tư vào cái sản xuất à, chăn nuôi. Thì bên cạnh đó thì cũng phối hợp với các cái trung tâm dạy nghề để thực hiện theo cái chương trình quyết định 956 của chính phủ là tạo, đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong đó là có hội viên nông dân giúp cho họ có một cái 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 tay nghề à, ổn định để để áp dụng vào cái sản xuất càng nuôi cũng như là có có những cái cái nghề kỹ thuật để 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 tạo được cái nguồn thu nhập để ổn định cuộc sống trong thời gian tới. Các cấp hội nông dân trong tỉnh cũng đã vận động cán bộ trích tiền lương hàng tháng giúp đỡ hội viên nghèo. Những ngày cuối tháng 8 vừa qua, chúng tôi có dịp tháp tùng cùng cán bộ của hội nông dân tỉnh đến thăm các hội viên nông dân có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Chúng tôi đến nhà ông Lương Văn Hòa, sinh năm 1953, là thương binh hạng 2 trên 4, ở ấp Canh Điền, xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải. Trò chuyện với ông, chúng tôi được biết, những ngày tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cùng với các đồng đội khác của mình, ông bị thương ở cuộc sống. Do đến nay đầu đạn vẫn còn nằm yên dị ở bên trong, nên mỗi khi thời tiết thay đổi, vết thương cũ lại tái phát, hành hạ, khiến cơ thể ông đau buốt. Ngoài vết thương từ thời chiến tranh, hiện ông còn mắc phải nhiều chứng bệnh khác nên sức khỏe ngày càng suy yếu, không còn khả năng để lao động. Nhận thấy hoàn cảnh khó khăn của ông, Hội Nông dân tỉnh đã vận động cán bộ hội trích tiền lương cho ông mỗi tháng 1 triệu đồng. Cứ mỗi 6 tháng sẽ có cán bộ hội sẽ đến trao số tiền hỗ trợ tận tay gia đình. Tôi cũng chân thành cảm ơn là anh em trong hội để chức đồng lương ra để mà trợ giúp tôi thế này. Thì sự thật là tôi giờ này tôi không còn sức lao động mà nhưng mà được đồng lương của anh em trợ giúp tôi như này thì tôi quý các anh em nhiều lắm rồi. cái hoàn cảnh tôi giờ thì rất khó khăn vì hai chồng là à, già rồi lớn tuổi rồi không còn tuổi lao động, cuộc sống chủ yếu là chỉ có nhờ đồng lương của nhà nước trợ cấp cho để mà sống hàng ngày, hàng tháng, hàng năm chứ còn không có giờ không có còn mà để mà Ừ, sinh hoạt gì mà để mà lao động gì mà để có đồng tiền mà để sống nữa nha Hội Trung dân xã Long Miền Tây thì có 935 hội viên Thì sinh sống của hội viên chủ yếu là nghề nuôi trồng thủy sản và làm thuê Nhưng do thời tiết hiện nay là do biến đổi khí hậu Cho nên tình hình sản xuất của thị sản thì nó cũng ảnh hưởng kéo theo thì cho nên tình hình kinh tế phát triển của bà con hội viên nông dân thì rất là khó khăn cho nên ở phía lãnh đạo ở ủy ban xã kết hợp với huyện thì cũng có đề ra cái phương hướng để cho hội viên nông dân có tăng thêm thu nhập để cải thiện cuộc sống hơn hội nông dân huyện thì cũng có đưa ra cái chuyên đề là bên mái ấm nhà tình nhà tình thương cho ở hội viên nông dân gặp hoàn cảnh khó khăn rồi cái thứ hai là hội bên hội nông dân kết hợp với trung tâm giới thiệu việc làm cũng giới thiệu cho những bà con nào mà như khi không có đất canh tác hoặc là có đất mà làm ăn có nó bị thắt không có hiệu quả đó thì giới thiệu cho những công việc để giúp tăng thêm thu nhập giúp giải quyết những lúc khó khăn nhất còn bên phía hội nông dân xã thì cũng có kết hợp với ấp chi hội ấp để đi gà sót những hội viên nông dân hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì cũng giới thiệu cho cái dây vốn bên cái ngân hàng chính sách xã hội huyện qua cái việc quan tâm của qua đó thì bên hội viên nông dân thì cũng các hội viên thì cũng có niềm phấn khởi từ đầu năm đến nay hội nông dân tỉnh tiếp tục tập trung đổi mới nâng cao hiệu quả các phong trào hoạt động tư vấn hỗ trợ dịch vụ dạy nghề cho nông dân phát triển sản xuất kinh doanh như hỗ trợ vốn tổ chức đào tạo nghề và giới thiệu việc làm các cấp hội nông dân trong tỉnh còn hỗ trợ hội viên nông dân tiếp cận tiến bộ khoa học công nghệ trong chăn nuôi, sản xuất, xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả trong nông nghiệp nông thôn, hỗ trợ hội viên nông dân trong quá trình khởi nghiệp, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Qua cái thực hiện các cái phong trào mà xây dựng nhà nè, rồi các phong trào và chăn nuôi rồi đó thì các theo các cái dự án mà của của tỉnh hội đầu tư đó thì hiệu quả đem lại rất cao mà hiện nay đó thì như các cái mô hình là nuôi bò nuôi dê nè rồi trồng rau an toàn thực phẩm an toàn thì uh, uh, các cái mô hình này thì nói chung là rất hiệu quả nó giúp cho cái đời sống của nông dân dương lên thấy 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 rõ luôn nhiều hộ thoát nghèo từ cái quỹ hỗ trợ nông dân thì sắp tới những ban thường vụ hội nông dân tỉnh sẽ đẩy mạnh cái phong trào này tôi mong rằng các các hội sẽ rồi quan tâm hơn nữa rồi đảng chính đảng ủy và chính quyền địa phương cũng hỗ trợ thêm cho hội nông dân để thực hiện thành công các các, các dự án này với tinh thần đùm bọc sẻ chia chúng ta giúp đỡ những người có hoàn cảnh nghèo khó hơn mình là ý nghĩa sâu sắc của cuộc vận động xây dựng quỹ máy ấm nông dân từ chương trình này đã góp phần đem lại niềm vui và hạnh phúc cho các gia đình hội viên nông dân khẳng định vai trò của các cấp hội trong việc tham gia giảm nghèo bền vững cùng với chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới để quê hương ngày càng giàu đẹp